Kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ đã đánh giá đúng tình hình và kịp thời có các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu tác động bởi tiêu cực của đại dịch, tạo niềm tin rất lớn để doanh nghiệp vững tâm vượt bão, đảm bảo an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế. Liệu các gói hỗ trợ này có được tiếp tục thực hiện trong năm 2021 hay không? Và quy mô, mức độ sẽ ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này, trong chương trình Góc nhìn VNews ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay bà Nguyễn Thu Hương, là quản lý cao cấp của tổ chức Oxfam Việt Nam. Vâng, cảm ơn bà đã nhận lời đến với trường quay của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và trước khi bước vào cuộc bình luận ngày hôm nay, xin mời bà Hương cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi lại các phần tổng hợp các số liệu từ gói hỗ trợ lần 1. Nhiều năm làm xe ôm ở Hà Nội, khi dịch bệnh xảy ra vào đầu năm ngoái, anh Cường đã về Nam Định. Hết phong tỏa vào tháng 5, anh lại lên Hà Nội tiếp tục nghề chạy xe ôm. Dù biết có gói hỗ trợ 1 triệu đồng, thế nhưng anh không muốn về quê để làm hồ sơ nhận trợ cấp vì mất thời gian và đi lại tốn kém. Tôi đi làm ở với quê thì xa quá, mà xác nhận ở đây thì ra phường xong lại về quê nó lằng nhằng quá, tôi không làm được, không nhận được tiền. Ở gói hỗ trợ lần 1, quy định người lao động tự do, lao động từ nơi khác đến phải có phiếu xác nhận thu nhập của chính quyền địa phương đang làm khó cho người trong diện hỗ trợ và khó cho cả chính quyền. Rất khó để chính quyền địa phương xác nhận đúng việc làm và thu nhập theo thời gian của các đối tượng này. Thủ tục bọn anh cũng làm nhưng mà có đâu, cũng là về báo với xã rồi cũng trả được cái gì cả. Họ bảo là phải có cái giấy, có đăng ký của phường thì mới có, nhưng mà nếu đúng là đợt trước thì bọn anh cũng không đăng ký phường. Trên thực tế, thời gian giãn cách xã hội cũng kéo dài 1 tháng. Để lấy được số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng, cần làm khá nhiều thủ tục và đi lại nhiều nơi, nên đa số người lao động tự do có tâm lý ngại đi làm hồ sơ. Nhiều đối tượng thì ở tỉnh ngoài nên là người ta đi làm thì đi ra các cái cơ quan, các cái đối tượng ở tỉnh ngoài thì người ta về địa phương thì cũng rất là khoảng cách nó xa nên người ta cũng ngại, tâm lý ngại, người ta không có nhu cầu để thực hiện hỗ trợ, và người ta phần lớn người ta làm là cái lĩnh vực công việc khác. Tính đến tháng 9 năm 2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách trên 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là trên 17.500 tỷ đồng. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Trung ương, các địa phương đã thực hiện giải ngân 12.438 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho trên 12.400.000 người dân và 22.680 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, số lượng đối tượng được hỗ trợ vẫn thấp hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Vâng, thưa bà, như bà có thể thấy rằng là kể từ năm 2020 cho đến nay thì chúng ta đã phải trải qua 3 đợt bùng dịch COVID-19. Vậy thì bà có nhìn nhận như thế nào về những tác động tiêu cực của nó đến đời sống của người dân cũng như doanh nghiệp trong năm vừa qua? Vâng, đại dịch COVID thì tác động sâu sắc tới người dân và các doanh nghiệp. Rất nhiều các doanh nghiệp thì đã phải ngừng hoạt động hoặc là hoạt động rất là cầm chừng và giảm cái doanh thu của doanh nghiệp. Thì cũng kéo theo là người lao động trong khu vực chính thức. Khi mà những cái doanh nghiệp họ giảm quy mô hoạt động hoặc là ngừng thì họ cũng giảm việc làm, hoặc là có một số người, rất nhiều người thì cũng mất việc làm và giảm thu nhập. Thì bên cạnh đó thì có nhóm lao động phi chính thức là những người lao động tự do thì họ cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi đại dịch COVID. Họ mất việc làm hoặc là giảm việc làm hoặc là mất thu nhập. Thế thì với những cái nhóm mà người lao động tự do thì họ còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với nhóm lao động chính thức. Nhất là họ không có một lưới an sinh xã hội để hỗ trợ họ trong quá trình bị ảnh hưởng đại dịch. Họ không có hợp đồng lao động và không có bảo hiểm xã hội. Cho nên khi đại dịch COVID diễn ra thì họ không có một sự hỗ trợ nào. Bên cạnh đó thì các nhóm này thì thu nhập của họ bình thường thì cũng rất là bấp bênh và thu nhập rất là thấp. Đôi khi có những người thì là có mức thu nhập còn dưới cái mức sống tối thiểu. Cho nên khi đại dịch COVID diễn ra thì nhóm này thì họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và khi mà đánh giá những cái tác động tiêu cực đó tới những nhóm lao động phi chính thức thì chính phủ đã có ban hành một gói kích cầu hỗ trợ, gọi là gói hỗ trợ lần 1, để giúp hỗ trợ về an sinh xã hội cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp để trả lương cho người lao động. Tuy nhiên đến nay thì theo ghi nhận thì số người được tiếp cận về gói này rất ít. Theo bà thì nguyên nhân là vì sao? Vâng, bản thân các chính sách thì mặc dù là mong muốn là sẽ hỗ trợ cho những người lao động phi chính thức được hưởng. Tuy nhiên khi xây dựng chính sách thì các cái điều kiện của chính sách thì nó rất là khó khăn đối với người lao động.
Ví dụ như quy định họ phải có chứng nhận về hộ khẩu thường trú hoặc là tạm trú chẳng hạn, đã đăng ký tạm trú. Tuy nhiên thì nó cực kỳ khó khăn với họ, và họ còn phải chứng nhận cả ở nơi đi và ở nơi đến. Thì đôi khi có những người thì họ di cư, họ ra sống ở thành phố, thì cái việc lại phải về quê để lấy xác nhận, và đồng thời lại lấy xác nhận họ đang sống, thì đó là một cái thủ tục nó rất là phức tạp, mất thời gian và cũng tốn kém thời gian và công sức để họ đi lại. Thế cho nên rằng là rất nhiều người thì họ không tiếp cận được cái nhóm, cái sự hỗ trợ của chính phủ. Thứ hai nữa là trong quy định thì chỉ quy định là có 6 nhóm làm việc là được hưởng hỗ trợ, còn những nhóm khác thì tùy vào quyết định của Ủy ban Nhân dân. Trong 63 tỉnh thành thì hầu như không có tỉnh thành nào mở rộng thêm các cái nhóm đối tượng khác ngoài cái nhóm 6 nhóm đối tượng được quy định trong quyết định 15 của chính phủ, bao gồm những cái mà buôn bán nhỏ, buôn bán hàng rong, nhóm làm trong bốc vác, vận chuyển như xe ôm, hoặc nhóm bán sổ số kiên thiết, hoặc làm trong những cơ sở dịch vụ tự làm hoặc là làm thuê. Thế thì những cái nhóm khác, công việc khác mà người ta bị ảnh hưởng, tuy nhiên không thuộc 6 nhóm đó thì họ cũng không thể tiếp cận được chính sách. Hai cái điều kiện đấy thì nó đã gạt ra rất nhiều những cái người mà lao động tự do có thể tiếp cận. Chính vì vậy trong khi chúng ta thấy là báo cáo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì chủ yếu người nhận được hỗ trợ là những người người nghèo, người có công cách mạng, những người đã có trong cái cơ sở dữ liệu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng như các sở xuống tận cơ sở rồi. Còn ngoài ra người lao động chính thức và phi chính thức thì hầu như là không được nhận hỗ trợ từ cái gói này. Vâng, xin cảm ơn những phân tích của bà. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra hồi đầu tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án về gói hỗ trợ lần 2 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong đó, rút kinh nghiệm từ lần đầu, chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần phải giải quyết được các vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai, bớt các khâu rườm rà về mặt thủ tục để chính sách đến kịp thời, đúng và trúng với các đối tượng cần giải cứu. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch, doanh nghiệp này đã giảm hơn 1.000 lao động. Có thời điểm, họ cắt giảm tới 750 công nhân cùng một lúc. Biết là lao động khó khăn vì mất việc, nhưng doanh nghiệp cũng không thể xác nhận cho người lao động để được hưởng hỗ trợ vì doanh nghiệp vẫn đang hoạt động cầm chừng. Trong khi theo quy định, doanh nghiệp phải không còn khả năng hoạt động, không có doanh thu thì mới có thể tiếp cận vay vốn để trả lương cho người lao động trong thời gian dịch bệnh. Hiện nay thì nhiều công nhân một số công nhân khi mà chấm dứt hợp đồng lao động đấy thì do là cái điều kiện của mình ấy, ví dụ như là nếu mà công nhân mà trên 15 ấy thì phải coi như là có điều kiện thì mới được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp, mới được hưởng cái gói hỗ trợ đấy, là những công nhân đấy chỉ được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp thôi, chứ còn những công nhân mà dưới 15 ấy thì là phải, đấy là do cơ quan bảo hiểm chứ không phải do doanh nghiệp, thì doanh nghiệp làm đầy đủ các chế độ thủ tục cho người lao động. Theo các chuyên gia, để gói hỗ trợ lần 2 thực sự có hiệu quả, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, định nghĩa chính xác khái niệm đối tượng người dân và doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ, tránh bỏ sót đối tượng, song không nên dễ dàng dẫn đến hiện tượng trục lợi. Đối với cái việc mà cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc theo điều 98 của Bộ luật Lao động. Vì trước kia thì chúng ta cũng có quy định tương đối chặt chẽ, thì lần này chỉ yêu cầu là giảm đến 20% doanh thu hoặc 20% số người lao động bị ngừng việc làm và được vay, và các cái danh sách để lập cho người lao động là do doanh nghiệp lập. Đặc biệt là tiêu chí điều kiện hỗ trợ cần linh hoạt, uyển chuyển, các vấn đề về hành chính như hồ sơ, giấy tờ cần được thực hiện thông thoáng hơn, nhanh gọn hơn, đảm bảo đúng mục đích và ý nghĩa nhân văn mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thì các cái giải pháp ngắn hạn vẫn là tiếp tục các cái hoạt động hỗ trợ đó, huy động các nguồn lực để làm sao mà có thể hỗ trợ cho người lao động tiếp cận được các cái gói hỗ trợ của nhà nước hoặc là của cá nhân hay là doanh nghiệp để cho họ có thể giải quyết được các cái nhu cầu cơ bản của họ. Cái điểm số 2 là làm sao mà họ có thể tiếp cận được các cái nguồn hỗ trợ về cái trợ cấp thất nghiệp, thì đấy cũng là cái mà thực ra của họ từ trước đến giờ họ đóng bảo hiểm xã hội và họ sẽ có cái quyền để được nhận các cái gói hỗ trợ như thế. Rõ ràng ý tưởng của gói hỗ trợ lần 1 vẫn còn rất đơn giản, là nhà nước giãn, hoãn thuế, chưa thu tiền của doanh nghiệp để họ giữ lấy cầm cự. Nhưng gói hỗ trợ lần 2 phải hướng đến mục tiêu cao hơn là hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, phục hồi và gắn với tái cấu trúc nền kinh tế cũng như các xu hướng phát triển mới trên thế giới.
Nhìn sang các nước thì chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều các quốc gia trên thế giới họ cũng có các gói hỗ trợ về an sinh như thế này. Và trong đó thì đa phần là được chia làm hai loại. Thứ nhất đó là trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cái việc vực dậy nền kinh tế và giữ việc làm cho người lao động. Và thứ hai đó là cách mà chúng ta đang làm, đó là thông qua các gói an sinh. Vậy theo bà thì chúng ta nên vận dụng như thế nào để phù hợp với thực tế của Việt Nam ạ? Tôi nghĩ là các nước họ có thể đã làm hiệu quả hơn Việt Nam bởi vì họ đã có một cái hệ thống cơ sở dữ liệu cư dân nó khá là đầy đủ. Cho nên khi mà đại dịch Covid diễn ra thì họ đã có thể tiếp cận với những cái người mà xác định đối tượng nó rất là nhanh và có thể là họ triển khai các gói hỗ trợ thì cũng rất nhanh. Nhưng ở Việt Nam mình thì vẫn có thiếu một cái cơ sở dữ liệu cư dân tổng thể. Chúng ta thì có cơ sở dữ liệu từ cơ sở cho tới trung ương về những cái nhóm người nghèo, người được nhận bảo trợ xã hội và người có công cách mạng. Tuy nhiên với nhóm người lao động chính thức và phi chính thức chúng ta chưa có một cơ sở dữ liệu cư dân tổng thể. Do vậy khi đại dịch Covid xảy ra thì chúng ta phải đi rà soát. Việc rà soát với nhóm lao động phi chính thức thì nó rất là khó khăn bởi vì người ta sống đôi khi người ta sống người di cư và công việc nó không ổn định và người ta có thể có những người không có đăng ký tạm trú tạm vắng. Thế cho vậy thì nó rất là khó xác định. Và đối với những lao động chính thức thì chúng ta lại phải qua các hệ thống như là công đoàn hoặc là các doanh nghiệp thì cái thời gian rà soát thì nó cũng mất nhiều thời gian hơn. Chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta triển khai mà khi thiếu một cái cơ sở dữ liệu và đồng bộ và thống nhất và nó có thể được số hóa thì nó làm cho cái việc hỗ trợ nó khó khăn hơn. Thứ hai nữa là cái sàn an sinh xã hội của Việt Nam thì chưa, ở các nước thì rất nhiều nước họ đã tiến tới được sàn an sinh xã hội toàn dân. Tức là bất cứ người dân nào có thể là lao động chính thức hay là phi chính thức thì họ đều được nhận cái sự hỗ trợ về an sinh xã hội trong những các cái cú sốc về kinh tế, về xã hội hoặc là mang tính toàn diện hoặc là mang tính cá nhân hoặc là cộng đồng. Họ có những cái bảo hiểm thất nghiệp hoặc là những cái trợ giúp xã hội. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hệ thống bảo hiểm xã hội chính thức của Việt Nam, tức là bắt buộc của Việt Nam thì cũng đang khá phát triển. Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp là họ lại không đóng bảo hiểm xã hội. Thế chính vì vậy trong cái gói chính phủ hỗ trợ đợt 1 thì trong quy định là doanh nghiệp phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội hoặc là người lao động có phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Thì tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội thì những người lao động chính thức họ đã bị gạt ra khỏi cái gói hỗ trợ rồi. Đấy là một cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là với cái nhóm lao động tự do hay nhóm lao động phi chính thức thì chính phủ cũng đang cố gắng là bảo hiểm xã hội toàn dân bằng cách là thúc đẩy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên cái gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện tại của chúng ta nó chưa hấp dẫn. Cái mức đóng phí bảo hiểm cao hơn cái khả năng chi trả của người lao động tự do. Thứ hai là các không có những cái gói bảo hiểm quyền lợi ngắn hạn như là thai sản, ốm đau hoặc tai nạn lao động. Chính vì vậy thì nó cũng chưa hấp dẫn đối với người lao động, người ta cũng chưa tham gia. Thế cho nên là cái số người mà tham gia bảo hiểm tự nguyện ở Việt Nam bây giờ là rất thấp, nó khoảng độ hơn 300.000 người và con số ít hơn. Thế chính vì vậy khi mà những người lao động tự do họ không có một cái lưới an sinh xã hội nào để có thể trợ giúp họ trong những cái cú sốc về kinh tế xã hội toàn diện hay là mang tính cá nhân hoặc là cộng đồng thì họ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cái mức thu nhập của họ cũng đã rất là thấp, họ không có một cái mức để dành tiết kiệm để có thể là tự trang trải trong những cái cú sốc như vậy. Thế thì đấy là hai cái bài học mà tôi nghĩ rằng là cũng là cái yếu tố mà nó quyết định cái sự thành công trong cái việc triển khai các cái gói hỗ trợ hoặc là đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng trong những cái cú sốc về mặt kinh tế hoặc là về mặt xã hội hay là về mặt y tế như tương tự như Covid. Với thực tế hiện nay ở Việt Nam thì việc chúng ta đang triển khai gói hỗ trợ là một cách tối ưu nhất rồi đúng không? Tôi nghĩ là trong cái thời điểm, tại cái thời điểm đó đúng không ạ? Với cái hệ thống an sinh xã hội chúng ta có tại thời điểm đó thì cái cách đấy là cái cách mà tối ưu nhất. Tuy nhiên nếu chúng ta cần phải nhìn về trung hạn và dài hạn, bởi vì rằng là sẽ vẫn tiếp tục có những các cái cú sốc như vậy, về mặt có thể là về mặt do biến đổi khí hậu hay là về mặt sức khỏe. Thì chúng ta phải nhìn về dài hạn, chúng ta phải đảm bảo một cái sàn lưới an sinh xã hội toàn dân cho tất cả những người dân có thể tiếp cận, đặc biệt là những cái nhóm mà dễ bị tổn thương như là người lao động chính thức và phi chính thức hoặc là người nghèo. Và cái việc chúng ta có những cái chính sách nó đã về mặt trung hạn và dài hạn rồi và chúng ta có một cái hệ thống khá là phát triển về cơ sở dữ liệu toàn cư dân, đặc biệt với cái nhóm mà lao động phi chính thức thì như vậy thì chúng ta sẽ triển khai nó sẽ hiệu quả và sẽ nhanh chóng hơn. Thì tất nhiên là trong cái bối cảnh lúc đó thì với cái chính sách như vậy thì là đã là cái tối ưu nhất rồi. Thì với gói kích cầu hỗ trợ lần 2 như thế này thì theo bà chúng ta sẽ cần làm những gì để có thể gói hỗ trợ đến được với đúng và trúng đối tượng hơn so với lần 1 ạ?
Với gói hỗ trợ lần 2 thì theo tôi là chúng ta cần rút kinh nghiệm từ cái gói hỗ trợ lần 1. Những các cái khó khăn rào cản chúng ta đã rõ, chúng ta cần phải gỡ bỏ những cái khó khăn rào cản đấy. Ví dụ như với cái nhóm lao động phi chính thức, chúng ta yêu cầu phải có xác nhận đăng ký hộ khẩu hoặc là đăng ký tạm trú, thường trú, đúng không ạ? Đó, thì cái việc đấy nó rất là khó khăn. Chúng ta cần phải, và thứ hai là cái việc quy định một số nhóm làm việc, công việc nhất định mới được nhận. Thì đấy là hai cái rào cản lớn nhất, thì chúng ta cần phải ráo bỏ hai cái rào cản đó đó. Và chúng ta có thể chỉ cần dựa trên một cái tiêu chí duy nhất là người lao động bị mất việc làm và giảm việc làm, một cái tiêu chí đó. Khi người ta mất việc làm, giảm việc làm, cho chúng ta có cái sự hỗ trợ. Và các cái thủ tục có thể nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, là cái việc mà có thể lấy các cái đơn để xin đăng ký nó dễ dàng hơn. Trong cái gói đợt 1 thì rất là khó khăn, phải đợi là cán bộ ở cơ sở đi phát thì người ta mới được nhận. Nhưng có thể những cái đơn đấy hoàn toàn họ có thể tiếp cận cho Internet, họ có thể đăng ký qua Internet. Và cái việc xác minh, cái việc nhận diện đối tượng thì nên chính quyền địa phương họ đi làm các cái thủ tục xác minh, tự xác minh trên cái hệ thống. Chứ thay vì cái người nhận được tiền, họ phải về quê hoặc là họ phải đi tìm tất cả cái giấy tờ chứng minh thì nó rất là phức tạp và rườm rà. Thế chúng ta cần phải đơn giản hóa. Và chúng ta có thể mở rộng ra những cái hỗ trợ mang tính diện rộng hơn, không khu trú theo nhóm, bởi vì có rất nhiều nước là họ mang tính là khá là diện rộng và phổ quát, không phân biệt vào ngành nghề và cũng không phân biệt về mức thu nhập, nhưng cứ giảm và mất việc làm thì họ đều được hỗ trợ. Ví dụ như nếu họ giảm và giãn việc làm chỉ có 70% thời gian thì 30% thời gian thì nhà nước hỗ trợ cái phần lương 30% còn lại. Như vậy thì với cái cách họ làm nó đơn giản hóa hơn thì nó cũng nhanh hơn, với đặc biệt là với lao động chính thức chẳng hạn. Lao động chính thức vừa rồi chúng ta đưa ra những cái quy định nó rất là chặt chẽ và nó không khả thi. Ví dụ như việc chúng ta yêu cầu là họ phải mất việc liên tục hơn một tháng. 7 ngày một tháng cũng không được, nhưng phải hơn một tháng. Có thể người ta mất việc 5 tháng liền nhưng mỗi tháng là một tuần thì cũng là ảnh hưởng rất nhiều, đúng không ạ? Thứ hai lại phải đóng bảo hiểm xã hội. Và thứ ba là doanh nghiệp là phải không có doanh thu. Thế thì rất là khó, vì rất nhiều doanh nghiệp thì họ vẫn phải hoạt động cầm chừng và họ không thể chứng minh là tôi không có doanh thu trong cái thời gian đó được. Thế chính vì vậy là những cái điều kiện của chúng ta nó quá chặt chẽ và nó không khả thi. Vâng, tuy nhiên thì việc hỗ trợ tiền mặt như chúng ta đang nói đến thì nó chỉ là về mặt ngắn hạn. Còn về dài hạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần một cái sự hỗ trợ khác nữa để đảm bảo rằng người dân có thể có được việc làm khi mà đại dịch còn kéo dài hay là còn sau đại dịch nữa. Vâng. Theo bà thì vâng, ta nên về dài hạn thì chắc chắn là trong cái việc mà hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là lao động phi chính thức, họ có thể chuyển đổi công việc, tìm việc làm. Đấy là cái ngay trước mắt chúng ta có thể làm. Và thứ hai là có những cái đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo nghề. Và thứ ba là hỗ trợ cho họ vay vốn thì trong trường hợp họ muốn thực hiện một số công việc kinh doanh mà nó phù hợp trong cái tình trạng như vậy, đại dịch như vậy. Và đấy là những cái mà trước mắt chúng ta có thể làm ngay. Nhưng về dài hạn thì như tôi đã nói là chúng ta phải kiện toàn cái hệ thống an sinh xã hội toàn dân để đảm bảo tất cả những người lao động phi chính thức họ có một cái lưới sàn an sinh xã hội để đảm bảo bất cứ một cú sốc nào đấy thì họ hoàn toàn được hỗ trợ nhanh chóng và ngay lập tức. Bởi vì những cái thời điểm hỗ trợ tại cái thời điểm nó rất là quan trọng, nhưng chúng ta để quá 4-5 tháng sau khi đại dịch cái lần thứ nhất ấy, rất nhiều người lao động tự do là họ vẫn chưa nhận được thì nó là quá muộn rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích của bà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định các chính sách hỗ trợ đợt 1 dù có nguồn lực để thực hiện là không nhỏ, song hiệu quả mang lại chưa thực sự được như kỳ vọng. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu gói hỗ trợ lần 2 sẽ phải hết sức kỹ lưỡng, thận trọng và mang tính khả thi cao hơn, đồng thời thể hiện tính nhân văn của chính phủ, góp phần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt khó trong đại dịch COVID-19. Và đến đây thì chương trình Góc nhìn VNews cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn bà Nguyễn Thu Hương đã đến với trường quay của chúng tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.